Kệ em thấy không? Rồi Minh Hương để xuống đá đi. Rồi để xuống. Rồi đá lại. Và bây giờ đang chút trên thành rồi, thì số điểm tăng lên là 4-0. Và như chúng ta đã thông tin những điểm là đó chính là đi đến này. Có cần là ai cầu chúc cho những người của OC các cầu thủ đến đây thì chúng ta sẽ Minh Hương. Đá lại em đi. Rồi Minh Hương đá cho anh hai đi. Để xuống đá đi. Đi lại anh hai kìa, đá qua anh hai kìa. Ngược lại. Mệt không?